Trước khi trở lại sở trường thì Thu Vân xin cảm ơn ban nhạc rất là dễ thương và rất là hay đã tiếp sức cho Thu Vân trong cái tiết mục vừa rồi, rất là ăn ý và tuyệt vời. Dạ, xin cảm ơn ban nhạc rất là nhiều ạ. Dạ, để trở lại chương trình, theo cái gọi là sở trường của Thu Vân sẽ gửi đến cho người cháu của mình với một cái bài tân cổ rất là dễ thương được mang tên Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Bây giờ phải nhờ ban bên nhạc sẽ đến một lần nữa ha. Giọng cổ Dương My đó, anh cắt đánh nhạc và chuyển qua cho bên trên nha. Dạ My á. Trong sông mang theo nỗi
làm sao đành nuôi mấy tiếng còi tàu báo hiệu mỗi tàu cũ lá bên đường giữa đồng màn sương trời Hà Nội mùa này thương mong mấy chân hải dân gió đùa đáy lạnh nhớ theo anh lên đường để gặp người yêu. Và một lần nữa xin cảm ơn những cành hoa và sự lắng nghe của tất cả quý vị ban khách quý đã dành tặng cho Thu Vân rất là nhiều. Dạ xin cảm ơn ban nhạc của mình và xin giới thiệu ban nhạc cổ hôm nay đó là nhạc sĩ Lê Của và nhạc sĩ anh Văn Hoàng đàn sến và Lê Của đơn guitar. Dạ rất là dễ thương. Dạ xin cảm ơn ban nhạc của mình ạ. Xin cảm ơn tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thu Vân rất là nhiều. Kính thưa quý vị, và sau đây xin mời quý vị tiếp tục với chương trình tân cổ ngày hôm nay với bài tân cổ Con Gái Của Mẹ ạ.